chào tất cả các bạn. Vẻ đẹp ngoại hình luôn là món quà thực sự quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người. Và nhiều người phụ nữ đã dùng những mẫu túi sang trọng để chứng minh đẳng cấp của mình. Một chiếc túi đơn giản là vẻ bề ngoài cực kỳ sang trọng và quý phái cũng đủ nâng tầm đẳng cấp đáng kể của mình. Có một câu nói nổi tiếng là người phụ nữ đẳng cấp nào thì sẽ gặp người đàn ông đẳng cấp đó. Và một chiếc túi sẽ giúp cho chị em trở nên đẳng cấp cũng như là góp một phần không nhỏ trong việc tạo ấn tượng và thu hút với người đối diện. Sau đây là top những mẫu túi xách hot trend 2023. Mời chị em mình cùng tham khảo nhé.